Cảm ơn quý vị vẫn không rời màn hình và sau đây là phần tin tức Hoa Kỳ. Hoa Kỳ gây áp lực, FEU từ bỏ dự án dòng chảy Phương Bắc 2. Theo như hãng tin Sputnik dẫn một nguồn tin tại Brussels cho biết, Hoa Kỳ đang gây áp lực lên Liên minh châu Âu EU để ngăn chặn dự án xây dựng đường ống khí đốt, gọi là dòng chảy Phương Bắc 2. Theo nguồn tin thì Hoa Kỳ muốn chôn sống dự án này bởi họ lo ngại việc phải đối đầu với một đối thủ sừng sỏ là tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga. Trước đó thì Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC là Maroš Šefčovič tuyên bố EC đang chờ đợi sự ủy thác từ các nước EU để có thể xúc tiến công tác đàm phán với Nga về việc lập cơ sở pháp lý cho dự án này. EC mong muốn đạt thỏa thuận với Nga về các nguyên tắc chủ chốt, tạo ra những cơ sở cần thiết để dự án đường ống dẫn khí đốt này có thể đi vào hoạt động. Tuần trước, thì Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua lệnh mở rộng trừng phạt nhằm vào Nga, trong đó có một nội dung cho thấy ý định chống lại việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt dòng chảy Phương Bắc 2, thưa quý vị. Luật mới cho phép sa thải dễ dàng nhân viên VA có hành vi sai trái. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu ký thành một dự luật cho phép sa thải nhân viên Bộ Sự vụ Cựu Chiến binh, gọi tắt là VA, dễ dàng hơn. Một diễn biến khác khiến các quan chức công đoàn lo ngại rằng luật này có thể bị lạm dụng cho mục đích chính trị. Việc ký ban hành luật này là bước đi mới nhất trong nỗ lực của chính quyền Trump nhằm củng cố cơ quan cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế và các dịch vụ khác cho hàng triệu cựu chiến binh. Ông Trump lúc vận động tranh cử đã nhiều lần hứa hẹn sẽ cải thiện các dịch vụ chăm sóc y tế cho cựu chiến binh và cải thiện hiệu năng của cơ quan này, vốn đã bị rúng động vì những vụ bê bối cách đây vài năm. Tại trung tâm y tế VA ở thành phố Phoenix, Arizona, một số cựu chiến binh đã qua đời vào năm 2014 trong khi chờ được điều trị. Những vụ tai tiếng khác trong năm đó bao gồm thời gian chờ đợi lâu để được điều trị y tế và nỗ lực của nhân viên cơ quan này nhằm che đậy vụ việc. Điều đã xảy ra một nỗi nhục nhã trong quốc gia, ông Trump nói như vậy. Thế nhưng một số nhân viên dính líu trong những vụ bê bối này vẫn nằm trong biên chế. Đạo luật trách nhiệm Bộ Sự vụ Cựu Chiến binh và Bảo vệ Người tố cáo tiêu cực vào năm 2017 nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cả hai đảng và được thông qua tại Thượng viện vào ngày 6 tháng 6 vừa qua. Luật này cho phép sa thải nhân viên dễ dàng hơn vì hành vi sai trái và cung cấp thêm những biện pháp bảo vệ cho những người tố cáo tiêu cực. Nó hạ thấp tiêu chuẩn bằng chứng cần có để sa thải nhân viên. Theo báo chí Hoa Kỳ, thì là CIA đã kết luận Tổng thống Nga chỉ đạo tấn công bầu cử Hoa Kỳ. Vào ngày 23 tháng 6, báo Washington Post đưa tin, Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA trong một báo cáo trực tiếp trình cho cựu Tổng thống Barack Obama đã cung cấp các thông tin chi tiết về việc Tổng thống Nga Putin chỉ đạo Điện Kremlin can thiệp vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2016 và giúp ông Donald Trump giành chiến thắng. Trong một phóng sự điều tra công bố cùng ngày, tờ báo này đã chỉ ra những thiếu sót của chính quyền cựu Tổng thống Obama trong việc ứng phó với mối đe dọa của Nga nhằm vào nền dân chủ Hoa Kỳ, khẳng định sự tồn tại của bản báo cáo, trong đó khẳng định sự can dự trực tiếp của Tổng thống Putin vào một chiến dịch tấn công mạng nhằm phá hoại cuộc bầu cử của Tổng thống Hoa Kỳ. Theo báo này, Tổng thống Nga đã có những chỉ đạo nhằm đảm bảo giúp ông Trump sẽ giành chiến thắng trước ứng cử viên dân chủ Clinton. Báo Bưu điện Washington cho biết thêm báo cáo của CIA thu thập nguồn tin trong nội bộ cấp cao chính phủ Nga và được coi là quá nhạy cảm để đưa vào báo cáo hàng ngày của Tổng thống. Ngay sau khi báo Washington Post công bố phóng sự điều tra trên, Tổng thống Nga Putin đã một lần nữa lên tiếng bác bỏ thông tin chính phủ của ông can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2016, thưa quý vị. Thủ lĩnh Taliban cảnh báo Hoa Kỳ về việc tăng quân ở Afghanistan. Hãng ANI News đưa tin thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Taliban ở Afghanistan, Marawi Hatabullah Akhundzada, đã cảnh báo Hoa Kỳ rằng nước Mỹ sẽ phạm sai lầm khi tăng cường thêm quân để đối phó với quân nổi dậy. Trong thông điệp đưa ra vào ngày 23 tuần trước thềm lễ Eid al-Fitr, Akhundzada đã nói, nếu các người nghĩ rằng các người có thể phá hỏng quyết tâm của chúng tôi bằng sự hiện diện quân sự và tăng thêm quân, các người đang phạm phải sai lầm. Akhundzada đã cáo buộc những lực lượng nước ngoài là rào cản lớn trên con đường hòa bình ở Afghanistan. Taliban muốn các lực lượng thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương phải rời khỏi nước này trước khi phong trào này tham gia bất kỳ cuộc hòa đàm nào. Thông điệp trên của Akhundzada được đưa ra một ngày sau khi một kẻ đánh bom xe liều chết của Taliban đã giết hại ít nhất 34 người và làm hàng chục người bị thương ở tỉnh Helmand, miền nam nước này. Theo một số thông tin truyền thông gần đây, Tòa Bạch Ốc đang có kế hoạch gửi thêm quân Hoa Kỳ tới Afghanistan. Một tin chấn động là một nữ vận động viên đã mang bầu 5 tháng vẫn thi chạy 800 mét. Nữ vận động viên Alicia Mintano đã thách thức
mọi giới hạn của một vận động viên chuyên nghiệp khi cô thi chạy 800m giải điền kinh Hoa Kỳ trong lúc đang mang thai 5 tháng. Tham gia vào cuộc đua 800m ở giải vô địch điền kinh Hoa Kỳ, Montano 31 tuổi đã hoàn thành cuộc thi với thời gian 2 phút 21.4 giây trong ánh nắng mặt trời thiêu đốt của vùng Sacramento. Thông số này có vẻ không tốt, nhưng điều đó là hoàn toàn bình thường với một vận động viên đang mang thai 5 tháng và dự định sinh vào tháng 11 như Montano. Trước cuộc thi thì Montano là tâm điểm của tất cả mọi người bởi cái bụng to không lẫn vào đâu của một phụ nữ mang bầu. Trên sân vận động Hornet, Montano tỏ ra hồi hộp khi bước ra đường chạy. Tuy nhiên, trong suốt cuộc thi và về đích, cô luôn nở một nụ cười rất tươi. Thậm chí cô còn đuổi theo cô con gái 2 tuổi cùng nô đùa trên trường đua. Đây không phải là lần đầu tiên Montano thi chạy khi mang thai. Năm 2014, vận động viên người Mỹ này cũng tham dự cuộc thi khi đang mang thai 8 tháng. Thông số khi đó của Montano kém 11 giây so với bây giờ. Bởi thế, sau cuộc đua, Montana hào hứng tuyên bố, "Ồ, tôi đã chạy nhanh hơn lần mang thai trước đó." Mặc dù hai lần chạy hơn 2 phút mới hoàn thành hai cuộc thi điền kinh 800m, nhưng thông số tốt nhất mà Montano lúc bình thường thiết lập là 1 phút 57,34 giây vào năm 2010. Montana không phải là vận động viên thể thao đầu tiên thi đấu trong lúc mang thai. Nữ vận động viên Liz Young đã từng tranh tài giải Golf Rico Women's Open ở Woburn vào mùa hè năm ngoái khi cô đang có thai 7 tháng. Cách đây không lâu, người ta cũng từng chứng kiến siêu sao quần vợt Serena Williams tập luyện hăng say thế nào trong lúc mang bầu, thưa quý vị. Thượng viện Hoa Kỳ công bố dự luật y tế mới. Cuối cùng thì các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa cũng đã công bố phiên bản dự luật chăm sóc sức khỏe mới nhằm thay thế đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng, một thành tựu lập pháp của Tổng thống Barack Obama. Sau nhiều tuần họp kín, trưởng khối đa số thượng viện là ông Mitch McConnell lần đầu tiên công bố bản đề xuất vào ngày thứ Năm cho các thượng nghị sĩ Cộng Hòa trước khi công bố phiên bản dài 142 trang lên mạng. Chúng ta phải hành động, ông McConnell nói ở thượng viện, và thêm rằng Obamacare là một cuộc tấn công trực tiếp vào tầng lớp trung lưu. Theo các trợ lý của Đảng Cộng Hòa và các nhà vận động hành lang, bản dự thảo được luật được thảo ra như một thỏa hiệp giữa luật chăm sóc sức khỏe hiện hành, thường được gọi là Obamacare, và một giải pháp đã được Hạ viện thông qua hồi tháng trước. Dự luật sẽ cắt giảm ngân quỹ liên bang dành cho chương trình Medicaid, một chương trình ở tiểu bang dành cho người có thu nhập thấp, bãi bỏ các khoản thuế đối với người giàu và chấm dứt khoản tài trợ cho Planned Parenthood, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ. Các trợ lý và các nhà vận động hành lang đã xem bản dự thảo cho biết nội dung phần lớn giống như phiên bản của Tòa Bạch Ốc, mặc dù cũng có những ý khác biệt đáng chú ý. Giải pháp của Hạ viện quy định các khoản trợ cấp bảo hiểm tiền lên liên bang dựa trên tuổi tác, trong khi phiên bản của Thượng viện phân phối trợ cấp dựa theo thu nhập. Ước tính có khoảng 23 triệu người có thể bị mất bảo hiểm sức khỏe theo kế hoạch đã được Hạ viện thông qua. Theo ước tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội, công bố hôm thứ Năm là bước cuối cùng trong nỗ lực kéo dài 7 năm của Đảng Cộng Hòa nhằm dỡ bỏ Obamacare, kính thưa quý vị. Hoa Kỳ truy tố người bán tin mật cho Trung Quốc. Theo AP đưa tin vào ngày 23 tháng 6, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ quyết định truy tố Kevin Patrick Mallory, 60 tuổi, về hành vi cung cấp tài liệu mật cho điệp viên Trung Quốc. Nghi can đến Thượng Hải vào tháng 4 và sau đó bị bắt khi vừa đến sân bay ở thành phố Chicago. Qua khám xét, giới chức phát hiện Mallory mang theo 16.500 đô la, nhưng người này không giải thích được nguồn gốc số tiền. Sau đó thì nghi can khai chuyển hai tài liệu cho hai chuyên viên nghiên cứu Trung Quốc. Mallory khẳng định chỉ cung cấp các tài liệu được phép công khai từ nguồn mở. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy người này đã gửi hai hồ sơ quốc phòng, đóng dấu mật và một tài liệu tối mật. Một phụ nữ gốc Hoa ở California đã bị bắt vào ngày 23 tháng 5 vì tội âm mưu thu mua và xuất khẩu bất hợp pháp những công nghệ viễn thông quân sự, không gian nhạy cảm cho Trung Quốc. Mallory nói thành thạo tiếng Hoa. Tờ Politico dẫn lời một quan chức Hoa Kỳ xác nhận ông ta từng làm việc cho CIA lẫn FBI. Nghi can sẽ bị xét xử về tội chuyển thông tin mật trợ giúp chính quyền nước ngoài và khai mang theo đạo luật tình báo liên bang, đồng thời đối mặt mức án tối đa là tù chung thân, thưa quý vị. Vừa rồi là các phần tin tức Hoa Kỳ. Xin quý vị đừng rời màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau bài thông tin thương mại.